Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác hai mẫu loa bát 40 và 50 RCF đít lồi vòng tròn nhựa xanh. Hai cái mẫu này cho các bác đánh súp hơi, chơi sự kiện, sân vườn. Đánh uy lực và rất là bền. Và hai loại này là hàng chính hãng của thương hiệu BIF. Bên em đang cung cấp. Đấy, con này là bát 40 này, các bác nhìn này. Đít lồi vòng tròn nhựa xanh các bác nhá, hàng Trung Quốc loại 1. Hay hàng chính hãng của công ty nó phải có cái tem màu như thế này các bác này. Bao giờ các bác đi mua hàng chính hãng nó phải có cái tem như này các bác mới mua. Do cái hãng BIF sản xuất. Con này có model là GW151018. Với bát 40 này thì cho ra công suất là 800W trở kháng 8 ohm. Đấy, con này từ siêu dày luôn các bác nhá. Từ 220. Bích thép dày và từ dày. Côn 100 nhện màu vàng. Và cái hàng chính hãng các bác nhỉ. Soi dưới màng nó sẽ có những sợi bông thủy tinh này. Bản xương truyền thống của RCF xương nhôm đây. Và con này của nó là gân vải tẩm dầu 3 gân. Màng xếp ly lượn sóng, màng đen và nón đen. Đây là màng toàn bộ là phủ bóng chống nước. Với bát 40 RCF em đang bán là 1.600.000 một cái. Và chuyển qua đây là em có một mẫu bát 50. Bên này bát 40 các bác nhá. Bên này là bát 50 RCF. Cũng đít lồi nhựa xanh. Từ 220 côn 100 xương nhôm đúc. Với bản 50 này thì là giá nó chỉ chênh một tí tiền thôi. Bản 50 thì kích thước nó đương nhiên là to hơn rồi. Côn 100 này nhện màu vàng tươi. Từ dày bích dày. Đây, bản côn 100 thì ba sóng gân to nhá, gân vải to. Màng xếp ly lượn sóng, màng cả mũ đều phủ bóng luôn, như con 40 luôn. Với bản 50 này thì em đang bán là 1.750.000 một cái. Đấy. À, các bác mua lẻ thì điện trực tiếp cho em. Còn em nói luôn, nếu mà anh em thợ mà nhập hai cái dòng củ bát rời này, hãy điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em để em cho mức giá sỉ buôn, giá siêu rẻ. Em cam kết đưa các bác mức rẻ, giá rẻ nhất YouTube, rẻ nhất Việt Nam rồi. Nếu bác nào lấy buôn số lượng 5 đến 10 đôi thôi nhá, cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé, em có giao hàng toàn quốc. Thôi nhé, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau.